kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin năm dần tháp nghiêng đổ năm mão ai sẽ đổ nghiêng đây? trong tứ trụ triều đình thì có cả ba trụ đều thẳng chỉ có một trụ nghiêng mà thôi trụ nghiêng này là trụ chủ tịch nước điều đáng nói là trụ chủ tịch nước trước đây từng kinh qua các chức như thủ tướng chính phủ lá đã từng có trong tay binh hùng tướng mạnh tuy nhiên ông vẫn đổ mà đau nhất là ông bị đổ khi chưa kịp bước sang năm mới chưa kịp chúc Tết thần dân và ông cũng bỏ lỡ dịp lễ tịch điền đang chờ ông vào những ngày năm mới. Còn nhớ Tết năm con cọp, ông Nguyễn Xuân Phúc mặc bộ quần áo bà ba xuống ruộng cày cùng con trâu giả hổ. Người ta cố tình sơn phết lên con trâu đen những vết vằn của con hổ mà là vết vằn màu vàng. Đưa hình ảnh, năm dần tháp nghiêng đã đổ. Ông bà giả xưa có nói, phàm những ai là giả tạo thì không bền, ông chủ tịch nước năm ấy đã cày bằng con trâu giả hổ chứ không phải là con hổ thật và cũng rất trùng hợp sự nghiệp của ông chủ tịch nước cũng không bền kết thúc chóng vánh ngay trong năm con hổ có ý tháp nghiêng pizza nổi tiếng ở tại italia tuy nhiên nhưng nó cũng trụ vững đến 9 thế kỷ và tiếp tục trụ tiếp thật bền vững có người nói vui rằng tháp nghiêng pizza của xứ tư bản sao vững quá còn thắc nghiêm của Việt Nam thì chỉ tới 68 năm đã ngã nhào. Thực ra đấy là câu nói hài hước vui trong ngày Tết. Dáng nghiêng đầu của ông cựu chủ tịch nước quá nổi tiếng và quá ấn tượng. Rồi đây ông sẽ vắng bóng dần trên truyền thông, nhưng hình dáng nghiêng đầu thì người dân vẫn nhớ mãi và nhớ hơn nữa là cú ngã ngựa của ông ngay trước Tết Nguyên đán chỉ có vài ngày. Tình hình chính trường của Việt Nam có lẽ sẽ rất sôi động dường như nó sôi động theo tuổi của Nguyễn Phú Trọng vậy. Tuổi càng cao, ông đánh đồng chí của ông càng dữ hơn. Với cứ quật ngã trụ nghiêng thì hứa hẹn, ông sẽ làm thêm một chân trụ khác, ít nhất là như thế. Bởi chân trụ thủ tướng tuy thẳng nhưng cũng đang lùng lầy dữ dội. Đây là hình ảnh Tết nhâm dần, ông Nguyễn Xuân Phúc cày ruộng bằng con trâu giả hổ. Theo đánh giá của một người giấu tên, những tội mà Nguyễn Phú Trọng buộc cho Nguyễn Xuân Phúc thì đều có lỗi của ông Phạm Minh Chính. Vụ chuyến bay giải cứu, vụ Việt Á, vụ cục đăng kiểm đều xảy ra sai phạm dưới hai đời Thủ tướng. Ông Phúc chịu trách nhiệm thì ông Chính cũng phải liên đới chịu trách nhiệm, chứ không thể vô can cho được. Đấy là chưa nói đến vụ mua bán vũ khí với phía Israel có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang bỏ trốn. Sang năm mão, ông Phạm Minh Chính ắt phải gia cố chân trụ của ông cho thật vững. Ông Nguyễn Phú Trọng đang cho Phan Đình Trạc chĩa vào Bộ Quốc phòng. Nếu khui ra những sai phạm ở đây thì có thể nói nó lớn hơn những sai phạm đã bị khui ra rất nhiều. Tháp nghiêng thì ắt sẽ dễ đổ, mà muốn tháp thẳng đổ như tháp nghiêng thì phải đào gốc rễ để nó nghiêng như tháp nghiêng đã đổ cuối năm con cọp vừa qua. Với tư cách là bí thư quân ủy trung ương, ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể xua quân vào Bộ Quốc phòng để soi ra những hợp đồng mờ ám hàng tỷ đô la ở đây. Đây hình ảnh năm mão dự đoán sẽ khó khăn cho ông đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau những ngày Tết, đặc biệt là khi cơ quan nhà nước bắt đầu làm việc, thì bộ máy thanh trừng lại tái khởi động. Ông Nguyễn Phú Trọng còn rất nhiều việc để làm, mà đặc biệt là những vụ án như ông đã nói, còn mấy vụ sẽ làm, tổn tích đã lâu rồi, không trốn được đâu. Không biết ông nhắm vào ai đây? Có thể nhắm vào Lê Thanh Hải và Nguyễn Tân Dưỡng Trăng câu hỏi được đặt ra. Chuyến thăm Tập Cận Bình cuối năm 2022 đã ao cho ông Nguyễn phú Trọng thêm sức mạnh. Sức mạnh đấy rất có thể sẽ được bung mạnh vào năm 2023 này. Có một đối thủ nặng ký của Vương Đình Huệ đang muốn chạy đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư vào năm 2026, đó là ông Phạm Minh Chính. Đây là đối thủ từng lĩnh bại Vương Đình Huệ trên đường đua vào chiếc ghế Thủ tướng. Nếu không tận dụng tốt cơ hội làm cho trụ này nghiêng rồi ngã như trụ chủ tịch nước, thì e để đến 3 năm sau đã là quá muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin năm dần thát nghiêng đổ, năm mão ai đổ nghiêng đầy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Mải mê đối đầu trực diện với Tesla ở Mỹ Tại Việt Nam, VinFast bị tàu đầm lén Vào cuối tháng 12 năm 2022, khi 999 chiếc xe VinFast cập bến nước Mỹ Tesla của tỷ phú Musk đã cho khuyến mãi rất khủng với hai mẫu xe bán chạy nhất của họ Đó là mức ưu đãi trị giá tới 7.500 đô la cho khách mua Model 3 và Model Y. E. Đây là đòn khá đau vào xe VinFast của ông Phạm Nhật Vượng. Vào ngày 19 tháng 1 năm 2023, hãng sản xuất xe điện VinFast của ông Vượng cũng tung ra một chiến dịch quảng bá để bảo vệ lợi thế cạnh tranh. Thông báo được đưa ra chỉ khoảng một tuần sau khi hãng xe điện Tesla của Mỹ thông báo việc cắt giảm đến 20% giá của một số dòng xe nổi tiếng của hãng để kích cầu. Đây là hình ảnh VinFast chiến với Tesla trên đất Mỹ. VinFast hiện đang có kế hoạch tấn công thị trường nước Mỹ với hy vọng cạnh tranh tại thị trường này bằng mẫu xe VinFast 8 và VinFast 9 với giá tương ứng là 59.000 đô la hoặc 83.000 đô la mỗi chiếc. Là một thương hiệu mới gia nhập thị trường khi các thương hiệu khác giảm giá, chúng tôi phải đưa ra các chương trình khuyến mãi để đảm bảo khả năng cạnh tranh của VinFast. Chúng tôi đang xem xét nhiều chương trình khuyến mãi và sẽ sớm công bố. Người phát ngôn của VinFast cho biết trong một tuyên bố mới đây như thế. Như vậy là VinFast đã quyết đối đầu với các khổng lồ xe điện Tesla ngay trên đất Mỹ. Hiện nay số lượng xe VinFast trên đất Mỹ chỉ có 999 chiếc, một con số rất nhỏ nên việc khuyến mãi không phải là hại thiệt hại bao nhiêu cho VinFast. Tuy nhiên để đối đầu với Tesla trên đất Mỹ thì VinFast phải sản xuất xe tại Mỹ nhằm giảm chi phí và được hưởng ưu đãi của chính phủ. Nếu nhập thì giá xe sẽ rất cao Ngoài ra yếu tố chất lượng và chữ tín là hai yếu tố rất quan trọng tạo nên thương hiệu mà VinFast đang thiếu. Họ thiếu hai yếu tố này từ xe xăng, giờ xe điện thì vẫn chưa khắc phục cho được. Nếu không khắc phục mà đấu với Tesla thì chỉ có thể là nát bét mà thôi. Đây là hình ảnh hãng xe điện của Trung Quốc đã tiến vào Việt Nam. Trong khi VinFast đang mải mê chiến đấu với Tesla như nước Mỹ, thì tại Việt Nam hãng xe điện Trung Quốc là mấp mé ý đồ giật thị phần của VinFast tại thị trường nội địa. Mới đây, nhà sản xuất xe điện BYD của ô tô Trung Quốc vừa công bố có kế hoạch xây dựng một nhà máy ở Việt Nam để sản xuất phụ tùng ô tô cho mình. Đây là động thái cho thấy nhà sản xuất này muốn Đông Nam Á sẽ trở thành một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của họ hãng này cũng dự định đầu tư vào khu vực phía Bắc của Việt Nam với tổng số vốn là hơn 250 triệu đô la, mở rộng sự hiện diện của công ty mẹ BD tại Việt Nam. Nhà sản xuất ô tô này có trụ sở tại Tây An đã bán chạy hơn cả đối thủ Tesla về xe điện với tỷ lệ là hơn 2.1 ở Trung Quốc vào năm ngoái và mở rộng ra các nơi khác ở châu Á bao gồm Singapore, Nhật Bản và châu Âu. Không biết chừng hãng này sẽ quét qua Việt Nam thì quét luôn cả VinFast sức mua của Vinfast thì rất yếu nhưng lại đang mải mê chiến với Tesla trên đất Mỹ. trong khi đó hãng BID đang lại thăm he xe tại Việt Nam. đây là tình thế rất khó cho Vinfast hiện nay. xe Trung Quốc được lợi thế là giá rẻ nhưng xe Vinfast thì không. trong khi đó Vinfast đã lỗi kỹ thuật nghiêm trọng và bị khách hàng phản nàn quá nhiều. không biết ở hai thị trường Mỹ và nội địa Vinfast có thắng được thị trường nào hay không hay là đại bại. Cả hai nơi. đây là hình ảnh ông phạm nhật vượng đang gặp khó với vinfast vinfast muốn thành công thì phải thay đổi văn hóa kinh doanh cả thị trường nội địa lẫn thị trường ở nước ngoài người dân với tiền trên tay họ có quyền chọn thương hiệu biết tôn trọng khách hàng bán cho họ sản phẩm có độ tin cậy cao còn với cách hành xử độc tài và thiếu trung thực rất khó để vinfast đứng trên thị trường nội địa chứ đừng nói gì đến thị trường của mỹ và năm 2023 là năm hứa hẹn bất động sản chưa thể hồi phục. Vinhomes kiếm tiền không đủ để VinFast đốt thì có thể nói VinFast khó mà trụ cho được. Không biết VinFast đốt tiền đến bao giờ đây và liệu ông Phạm Nhật Vượng sẽ chống đỡ ra sao trong thời gian tới. VinFast sống sót từng năm là quá tốt rồi, còn dấu song phẳng với Tesla thì e là còn xa lắm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm với bản tin Mải mê đối đầu trực diện với Tesla ở Mỹ Tại Việt Nam, VinFast bị tàu đầm lén Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới Trung Khoa Thời báo chấm